Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chúng ta lại gặp nhau trong một buổi tư vấn điện thoại rồi. Rất là nhiều bạn phản hồi lại với mình đó là: anh ơi, tại sao anh không làm về những cái sản phẩm màn hình lớn để cho bọn em có thể mua được? Bởi vì là trong rất là nhiều video tư vấn của anh ấy thì anh làm về nhiều sản phẩm quá, có sản phẩm màn hình bé, có sản phẩm màn hình lớn, và như thế thì nó không phù hợp với cả những người nào chỉ thích màn hình lớn thôi. Đấy, đúng là mình biết là có một số bạn, các bạn chỉ thích màn hình lớn thôi, các bạn ấy không thích màn hình bé một tí nào cả. Và đặc biệt nếu mà các bạn mà nhìn những cái con như kiểu là cái con iPhone 7 mà mình đang cầm này thì chắc là các bạn chán hẳn luôn. Con này màn hình 4.7 thì chắc là đúng là bé quá đấy. Thế vậy thì chúng ta sử dụng màn hình lớn ở trong những cái nhu cầu như nào? Mình nghĩ là những cái nhu cầu lớn nhất ví dụ như là chúng ta sẽ xem phim này, chúng ta sẽ giải trí này, chúng ta sẽ đọc báo, chúng ta sẽ lướt Facebook được nhiều nội dung hơn, chúng ta xem YouTube các thứ nó sẽ rộng rãi hơn đấy. Vậy thì những cái sản phẩm màn hình lớn mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay nó sẽ đáp ứng được cái tiêu chí đầu tiên là nó phải lớn cái đã. Nhưng thứ hai, cái điều quan trọng thứ hai là nó cũng phải cầm nắm dễ dàng. Chứ ví dụ bây giờ mà những cái sản phẩm màn hình lớn ấy, kiểu như 7.7 inch ấy, thì cầm nắm nó càng hết cả tay ra thì như thế này là thành quá lớn rồi. Đấy, thì mình sẽ không tư vấn những cái sản phẩm đó. Đấy, và cái tiêu chí thứ ba đó là những cái sản phẩm này giá cả thì nó cũng gọi là hợp lý để cho nó phù hợp với cả đại đa số người dùng. Chứ ví dụ bây giờ chúng ta lựa chọn những phiên bản kiểu như là S10 5G chẳng hạn thì giá nó cao tiền quá. Đấy, hoặc là những cái phiên bản mà màn hình nó siêu lớn khác mà giá đắt quá thì đúng là nó sẽ không chạm được với nhiều người dùng. Đấy, vậy là nó sẽ phải thỏa mãn 3 tiêu chí. Thứ nhất là màn hình lớn, thứ hai nữa là cầm nắm các thứ nó phải gọn gàng, và cái thứ ba nữa là giá nó phải hợp lý nhá. Đấy, thì cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho bạn đó chính là Samsung Galaxy A70. Cái sản phẩm này thì đang có giá niêm yết là khoảng 9.290.000 đồng. Tuy nhiên khi mà các bạn mua tại Hoàng Hà Mobile ấy, thì các bạn sau khi trừ hết quà, giá nó rất là tốt. Đấy, các bạn có thể liên hệ trực tiếp xem, mình nghĩ là giá nó chắc phải tầm khoảng hơn 8 triệu thôi. Vậy thì với mức giá như thế chúng ta sẽ được một cái sản phẩm như nào? Chúng ta sẽ được một sản phẩm với màn hình giọt nước này. Đấy, sẽ có kích thước là 6.7 inch, độ phân giải sẽ là Full HD+. Cái tấm nền màn hình của cái sản phẩm này là tấm nền màn hình Super AMOLED. Cái màn hình Super AMOLED thì nó sẽ có cái thiên hướng xem phim nó sẽ thích hơn, bởi vì đây là một màn hình khá là nịnh màu. Đấy, màu sắc của nó tương đối là rực rỡ này, độ tương phản rất cao, màu đen rất sâu, nhìn ngoài nắng rất dễ dàng. Và đặc biệt là cái việc màu đen sâu ấy thì sẽ khiến cho chúng ta nếu mà cầy phim vào ban đêm nó đỡ bị mỏi mắt hơn. Đấy, điểm qua những yếu tố khác của Galaxy A70 thì sản phẩm này sẽ chạy sẵn Android 9. Nó sẽ có bộ 3 camera ở phía sau, một camera chính có độ phân giải là 32 megapixel. Đấy, 2 camera phụ có độ phân giải là 8 megapixel với 5 megapixel. Nó sẽ có một cái camera tự sướng có độ phân giải là 32 chấm. Đặc biệt là cái sản phẩm này nó sẽ sở hữu con chip Snapdragon 675 khá mạnh mẽ, RAM đi kèm theo máy sẽ là 6GB, bộ nhớ trong cũng rất lớn là 128GB và viên pin cũng rất lớn luôn, 4.500 mAh, lại còn hỗ trợ cả sạc nhanh nữa. Và mình nhớ không lầm là sạc nhanh đi kèm thì nó là sạc nhanh 25W, thậm chí là sạc nhanh đi kèm thì nó còn ngon hơn là cả sạc nhanh của Galaxy S10 Plus mà mình đang sử dụng bây giờ. Đấy, đấy là những cái yếu tố mà mình thấy là Galaxy A70 khá là thuyết phục người tiêu dùng. Tuy nhiên có một số những điểm trừ của nó mà chúng ta cũng phải nói thẳng với thật với nhau luôn. Đấy là cái thiết kế của nó, mặc dù là bóng bẩy đấy, có một số những màu sắc mà nó tương đối là đẹp mắt đấy, nhưng cái chất liệu của nó lại chỉ là chất liệu nhựa mà thôi. Đây có lẽ là cái điểm trừ mà mình nghĩ là lớn nhất của sản phẩm này. Đấy, nhưng mà cơ bản là đeo ốp lưng vào thì nhựa hay là kim loại hay là kính thì vẫn như nhau cả thôi. Và tổng quan đấy nhá, tổng quan qua thì Galaxy A70 mình thấy là khá ổn đấy chứ. Màn hình lớn này, đẹp mắt này, hiệu năng tốt này, camera đẹp này, thời lượng pin rất trâu này, có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh khá nhanh luôn. Đấy, đấy là những cái điểm mà mình nghĩ là Galaxy A70 khá thuyết phục người dùng. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Samsung Galaxy A80. Cái sản phẩm này thì mình đã có một video ở trên kênh Dương Dê rồi. Tuy nhiên nó chưa được ra mắt chính thức ở Việt Nam, nó mới chỉ được ra mắt chính thức ở Bangkok, Thái Lan thôi. Đấy, thì cái sản phẩm này cũng sở hữu màn hình với kích thước là 6.7 inch, nhưng mà nó sẽ có ưu thế hơn Galaxy A70 ở chỗ là nó không bị chiếm dụng diện tích ở chỗ giọt nước. Đấy, sản phẩm này thì là cái màn hình thò thụt lên, màn hình thò thụt lên, và nó là vừa thò thụt lại còn vừa lật xoay 180 độ nữa. Đấy nên là nhìn cái mặt trước của nó nhìn nó rất là gọn gàng luôn. Sau này thì sẽ có màn hình là 6.7 inch, độ phân giải là Full HD+. Tấm nền màn hình vẫn là Super AMOLED. Và ưu điểm của nó như nào thì mình đã nói ở cái Galaxy A70 rồi đấy. Nó sẽ chạy Android 9, có bộ 3 camera ở phía sau, một camera có độ phân giải là 48 megapixel, một camera
phụ có độ phân giải là 8 chấm và một camera 3D nữa. Đặc biệt là sản phẩm này chạy con chip Snapdragon 730 cực kỳ mạnh mẽ. Chính xác hơn thì đây là 730G. Đây là con chip tầm trung mạnh mẽ nhất của Qualcomm ở thời điểm hiện tại rồi. Đấy, RAM đi kèm theo máy sẽ là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB và viên pin cũng rất lớn là 3700mAh và cũng có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh luôn. Sau này thì cũng có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình. À quên mất không nói, vừa nãy là Galaxy A70 là cũng có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình nhá. Nhưng mà cái cảm biến vân tay của Galaxy A70 nó tương đối chậm, nó chậm như kiểu là Galaxy A50. Còn Galaxy A80 thì nó nhanh hơn tí không đáng kể. Đấy, nhưng mà được cái là cái thiết kế của nó là độc và lạ, và đặc biệt là mặt trước của nó viền viết thứ làm rất mỏng luôn, mỏng như là flagship luôn. Và A70 cũng vậy thôi, A70 thì cũng làm viền các thứ là rất là mỏng. Đấy, hôm trước thì mình cũng đã so sánh A70 với cả cái con Galaxy S10 Plus của mình, viền viền dưới mỏng như nhau luôn đấy. Rồi, sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Vivo V15. Cái sản phẩm này cũng là một sản phẩm mà có camera thò thụt, và đây là một trong những sản phẩm đang bán rất chạy ở trong phân khúc giá tầm trung. Bởi vì sao? Bởi vì giá của nó là một mức giá mình thấy là vừa miếng. Đấy, nếu mà so sánh sang với cả hai sản phẩm trên ý, thì giá của Vivo V15 nó rẻ hơn khá nhiều. Đấy, sau khi đã trừ quà đi ở Hoàng Hà Mobile thì mức giá khoảng 6-7 triệu là mình nghĩ là hợp lý cho một sản phẩm với cái một màn hình với kích thước là 6,53 inch độ phân giải là Full HD cộng rồi. Sản phẩm này thì sẽ là tấm nền màn hình IPS LCD nhá. Đấy, bây giờ chúng ta lại nói về tấm nền màn hình IPS thì nó sẽ có độ chi tiết cao hơn là màn hình AMOLED nếu cùng một độ phân giải và cùng một kích thước màn hình. Rồi là cái ưu thế của màn hình IPS đó là màn hình của nó tương đối thật. Chúng ta nhìn ở trên điện thoại như nào thì copy vào máy tính nhìn nó sẽ như vậy thôi, chứ nó không bị nịnh màu giống như màn hình AMOLED. Đấy. Điểm qua những thông số khác về Vivo V15 thì dòng này sẽ có bộ 3 camera ở phía sau, có độ phân giải là 12.8 chấm và 5 chấm, một camera chính, một camera góc siêu rộng với cả một camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông. Nó sẽ có camera trước thò thụt với độ phân giải là 32 megapixel. Con chip đi kèm sẽ là Helio P70. RAM là 6GB, nó sẽ có hai phiên bản tùy chọn, bộ nhớ trong là 128GB hoặc là 64GB. Viên pin của nó cũng rất lớn là 4000mAh và có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là sản phẩm này chỉ có mặt lưng bằng nhựa thôi, và cái cổng sạc chỉ là cổng sạc micro USB. Đấy, nhưng mà cái thiết kế của nó thì mình thấy là khá đẹp mắt, màu sắc cái thứ là hợp lý, và công nghệ mà camera thò thụt là cũng là một cái công nghệ để cho chúng ta có thể đi khoe khoang được. Rồi, sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Oppo F11 Pro. Cái sản phẩm này thì cũng sẽ có màn hình với kích thước là 6,5 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Sản phẩm này thì sẽ có tấm nền màn hình là IPS LCD. Đấy, tại sao cái màn hình 6,5 inch này mình lại thấy là cũng là lớn rồi? Bởi vì là cơ bản nó không bị chiếm dụng diện tích giọt nước hay là tai thỏ hay là nốt ruồi gì cả. 6,5 inch là thẳng cái đường chéo của nó luôn. Đấy, camera thò thụt nó sẽ khiến cho cái mặt trước của nó tương đối là choáng ngợp khi chúng ta nhìn vào. Ngoài ra các yếu tố khác thì Oppo F11 Pro cũng sẽ có một camera chính có độ phân giải rất cao là 48 megapixel, một camera phụ hỗ trợ xóa phông có độ phân giải là 5 chấm, máy ảnh trước thò thụt sẽ có độ phân giải là 16 megapixel. RAM chip của nó thì khá là giống với cả Vivo V15, đó là RAM 6GB, chip Helio P70, bộ nhớ trong của nó sẽ là 64GB và dung lượng pin là 4000mAh. Sau này thì đang được bán tại Hoàng Hà Mobile với mức giá là khoảng 8,4 triệu, nhưng sau khi trừ đi quà thì nó chỉ còn khoảng là 7,6 triệu thôi, cũng là một mức giá mình thấy là vừa miếng. Và cái sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Xiaomi Mi Max 3. Thực ra là Mi Max 4 thì cũng chuẩn bị sắp được ra mắt rồi, nhưng bây giờ là cái thời điểm mà Mi Max 3 mình thấy là cũng đang xả hàng tại một số đơn vị. Đấy, một số đơn vị đang bán Mi Max 3 với mức giá là khoảng 5,1 triệu, và với mức giá 5,1 triệu là chúng ta đã được một sản phẩm với RAM 6GB, bộ trong 64GB và chip 636 rồi. Nhưng mà cái quan trọng là sản phẩm này có một màn hình rất lớn, màn hình lên tới 6,9 inch. Đấy, màn hình này là cái màn hình mà mình nghĩ là có lẽ là lớn nhất có thể để cho chúng ta có thể cầm một cách gọi là tương đối thoải mái ở trên tay thôi. Đấy, bởi vì cái sản phẩm này là có màn hình của nó là tỷ lệ 18:9. Đấy, chứ nếu mà màn hình này mà lại tỷ lệ 16:9 thì đúng là to như máy tính bảng luôn. Đấy, cái màn hình của Mi Max 3 là màn hình IPS LCD. Đấy, RAM chip với ROM thì mình cũng đã nói rồi. Đấy, nó sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 12 chấm và 5 chấm, sẽ có camera trước có độ phân giải là 8 chấm, và đặc biệt viên pin của nó sẽ rất lớn. Viên pin của sản phẩm này là 5500mAh và có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Và đặc biệt nếu mà so sánh sang với cả các cái sản phẩm trước ấy, thì cái Mi Max 3 nó lại còn được cái mặt lưng bằng kim loại cơ. Đấy, chứ không phải là nhựa. Đấy, nên đấy là những ưu thế của Mi Max 3, và mức giá cũng khá là rẻ, khoảng hơn 5 triệu thôi.
Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về top 5 sản phẩm điện thoại màn hình rất lớn mà mình vừa mới giới thiệu đến cho các bạn, thỏa mãn được 3 tiêu chí: màn hình lớn, cầm nắm cũng phải gọi là gọn gàng, và thứ ba nữa là mức giá có thể coi là hợp lý. Đấy, xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.